Sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh cái thời gian cho cái gương đèn LED 03 này đây. Đây mình đè đè hai tay vào hai nút này. Giữ khoảng cỡ 3 giây là bên phút nó nhấp nháy. Sau đó là chỉnh chỉnh lên, chỉnh xuống bằng hai nút hai bên. Ví dụ như mình muốn lên đây thì chỉnh nút bên này. Còn muốn chỉnh xuống thì nhấn nút bên này là nó sẽ lên xuống. Rồi bắt đầu là mình chỉnh qua bên giờ ấy. Bên giờ thì mình đè cái nút bên trái này, mình giữ nguyên tầm 3 giây là nó sẽ nháy bên giờ. Lại nha. Rồi nó nháy bên phút rồi, đè vô. Rồi nó nháy bên giờ rồi, bắt đầu là chỉnh giờ, chỉnh giờ cũng chỉnh lên xuống bằng hai cái nút này đây. Đấy, cứ chỉnh bằng hai nút này là được. Rồi ok. Xong rồi mình để thì nó một xíu thì nó tự quay về vị trí của nó, là nó sẽ hết nhấp nháy.